Phụ nữ phúc khí lớn, trên thân có 5 điểm này, hậu vận giàu sang, sung sướng. Quý vị thân mến, từ cổ chí kim, phụ nữ luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Người phụ nữ đẹp cả về thể chất và tinh thần, tâm hồn lương thiện, hành thiện giúp người sẽ mang phúc đức vô tận tới cho gia đình và con cháu hậu thế, tránh được tai ương. Nếu người phụ nữ trong gia đình lòng dạ ác độc, hành vi không đoan chính, bất hiếu với cha mẹ, đạo đức bại hoại sẽ khiến cho gia đình bất ổn, chẳng những nguy hại tới bản thân mà còn gây họa cho dòng tộc. Nhưng ngược lại, nếu người phụ nữ trong gia đình mà bản tính dịu dàng, hiền lành, nhân hậu, thường được hưởng phúc trời ban, gia đình vui vẻ, hòa thuận, vượng khí ùn ùn kéo vào nhà. Vậy trong nhân tướng học, người phụ nữ phúc khí có những nét tướng nào? Phúc khí của một người phụ nữ từ đâu mà có? Quý vị hãy cùng ngẫm thế gian đi sâu vào tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, gương mặt tròn. Chuẩn mực về cái đẹp của người phương Đông thời xưa là mặt tròn, là khuôn mặt phúc hậu. Nó phản ánh tâm lý, mong muốn sự an tâm, thoải mái. Họ thường mong muốn có một đời sống thoải mái về tinh thần hơn là sự giàu có mà phải trả giá nặng nề. Những người này thích các trải nghiệm, mang những cảm giác mới lạ, hơn là phải chịu cảnh sống khô khan để vươn tới một cái đích nào đó trong tương lai. Theo nhân tướng học, phụ nữ có gương mặt tròn là người được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Người này thường có tính cách dịu dàng, hiền lành, nhân hậu. Trong mọi tình huống, họ đều có thể giữ được thái độ điềm tĩnh. Họ cũng gặp được nhiều quý nhân trên đường đời, nên dễ dàng vượt qua khó khăn. Những cô gái có gương mặt tròn, tính cách hoạt bát và rất đáng yêu. Họ khá thông minh, nhanh nhạy và phản ứng lanh lẹ, tài ăn nói rất tốt và lại biết cách ứng xử. Đa phần những người mặt tròn đều rất lạc quan, luôn vui vẻ hướng về phía trước, nên tính cách khá nhẹ nhàng, an phận, dễ gần. Những người mặt tròn thích hưởng thụ, thích ăn, thích ngủ nên dễ dàng lên cân, vì vậy cần chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý. Đa phần họ đều lương thiện và hay đồng cảm với người khác, nên dễ dàng bị bạn khác phái thu hút. Khi tiếp xúc với những người mặt tròn thì không cần phải suy tính quá nhiều, chỉ cần thẳng thắn với họ là được. Theo nhân tướng học, mặt tròn thuộc hành thủy, nên nếu kết hợp với làn da tối màu sẽ cực kỳ may mắn. Còn trong cuộc sống và công việc hay gặp quý nhân phù trợ, dễ dàng đạt được thành tích tốt. Bất kể làm công việc gì thì đều đạt được những thành tựu nhất định. Gặp khó khăn sẽ được người giúp đỡ, nhiều cơ hội xuất hiện để thay đổi cuộc đời. Những người có nét tướng này thường hợp với các nghề như là buôn bán, giao dịch, các công tác về tổ chức nhân sự, điều hành văn phòng. Người có tướng này bất kể nam nữ thì cũng đều là người có năng lực về tổ chức, nên họ thường được chọn là người đứng đầu các tổ chức hoạt động như du lịch, tham quan, hoạt động nội bộ. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, được chồng yêu quý, con cái ngoan ngoãn giỏi giang. Thứ hai, mắt to, sáng. Trong nhân tướng học, dựa vào đặc điểm của ngũ quan có thể nhận đoán tướng số, vận mệnh của mỗi người. Trong đó, đôi mắt to là nét tướng quan trọng nhất để chẩn đoán con đường công danh, sự nghiệp, hôn nhân, tình duyên của các cô gái. Đôi mắt được xem như là cửa sổ của tâm hồn. Nó không chỉ thể hiện vẻ đẹp ngoại hình mà còn phản ánh tính cách và vận mệnh của một người. Vậy tướng số của con gái có đôi mắt to như thế nào? Tướng mắt to tròn, sáng và gò má đẹp thể hiện sức khỏe tốt, năng lượng tích cực và may mắn trong cuộc sống. Những người có nét tướng này thường rất quyến rũ và được yêu thích, có khả năng giao tiếp tốt và gây ấn tượng đầu tiên tốt đối với người khác. Nếu kết hợp với đôi mắt to, người này càng có khả năng thu hút sự chú ý và đánh giá cao trong công việc cũng như cuộc sống. Họ thường có tính cách thân thiện, dễ gần và hài hước, là người bạn đồng hành tốt trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, người có đôi mắt to sáng, lòng đen và lòng trắng rõ ràng, đôi mắt tinh anh được nhận định là người học cao hiểu rộng, tính cách cương nghị. Người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, luôn có quý nhân phù trợ và ít khi gặp phải muộn phiền.
Những người phụ nữ có đôi mắt to thường có tính cách thân thiện, hiền lành và ấm áp. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và thường nhận được sự phù trợ của những người có thế lực trong lúc khó khăn. Trong mối quan hệ, họ luôn nhiệt tình, hăng hái và trọng tình nghĩa, vì vậy được lòng đồng nghiệp và những người xung quanh. Họ cũng có bản tính vui vẻ, dễ giận nhưng nhanh quên và không để bụng. Con gái mắt to thường có tính cách lạc quan, tò mò và thích khám phá mọi thứ xung quanh. Họ thường đối mặt với thử thách và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Điều này khiến cho họ được nhiều người giúp đỡ và quan tâm. Nhờ vào tính cách này, họ thường rất thành công trong các lĩnh vực công việc đòi hỏi sự nhanh nhạy như lễ tân, chăm sóc khách hàng và nhiều lĩnh vực khác. Tóm lại, sự nghiệp của người phụ nữ mắt to không quá gian truân nếu họ chọn đúng lĩnh vực phù hợp với bản thân. Trong chuyện tình cảm, con gái mắt to thường có một sức hút lạ thường, nên đường tình duyên vô cùng cởi mở, may mắn, được nhiều người yêu thích. Do đó, những người con gái mắt to nếu chưa có gia đình sẽ rất đào hoa, trải qua nhiều mối tình trước khi tiến đến hôn nhân. Vì vậy, không giống như những cô gái tinh xảo với đôi mắt nhỏ, những người có đôi mắt to đôi khi lại phản ánh nét ngây thơ dễ thương. Đôi mắt mở to thể hiện sự trong sáng và mong manh, và bản chất của các quý ông là bảo vệ và che chở cho phái nữ. Do đó, sự ngây thơ từ đôi mắt sẽ khiến cho phái đẹp trở nên dễ thương. Thứ ba, dái tai to. Trong nhân tướng học, đôi tai là bộ phận quan trọng thể hiện cho tính cách, số phú quý, đại phúc hay không và tuổi thọ của mỗi người nữa. Người Trung Hoa cổ tin rằng đôi tai chẳng thể đóng mở như đôi mắt, bàn tay, miệng cũng chẳng thể điều khiển được. Ngoài ra, tai còn là bộ phận duy nhất trên gương mặt tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy, đôi tai sẽ là nơi hấp thụ mọi thứ, bày tỏ một cách chân thật nhất về tính cách chủ nhân của đôi tai. Cũng theo nhân tướng học, đôi tai lớn được xem là dấu hiệu của sự sống còn và trường thọ. Ngoài ra, những người có đôi tai lớn rất năng động và luôn tràn đầy sức sống. Họ cũng là những người sẽ dễ gặp phải nhiều trở ngại hơn những người có đôi tai nhỏ, nhưng đều sẽ vượt qua một cách xuất sắc. Không chỉ vậy, một người có đôi tai lớn còn là một người biết lắng nghe nữa. Phúc lộc trong cuộc sống của mỗi người thường được thể hiện trên phần dái tai của người đó. Những người không có dái tai thường không được hưởng phúc lộc, phải dựa hoàn toàn vào sức lực cũng như sự phấn đấu của mình để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngược lại, những người có dái tai dày được hưởng nhiều phúc lộc, tính tình rất trung hậu, luôn muốn hoàn thiện bản thân. Họ cũng được nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống và sự nghiệp. Dái tai là phần thịt dưới cùng của tai. Dái tai có thể bè hoặc cong. Với dái tai bè ra là người tự do và rộng lượng. Dái tai cong thì là người trái ngược với hai phẩm chất trên. Dái tai dài chỉ độ sống lâu và khỏe mạnh. Đó cũng là biểu hiện của người có tâm hồn nhạy cảm và óc phán xét. Những người có dái tai dày có nhiều bạn bè, và đây cũng là chỉ số của sự chăm chỉ và giàu có. Phụ nữ mà có dái tai này sẽ mang lại nhiều vận may cho chồng. Đức Phật có dái tai rất to, và đây là biểu hiện của lòng nhân hậu, tâm linh và địa vị cao. Nếu bạn có dái tai đã dày lại lớn, sẽ cực kỳ may mắn. Bạn luôn biết tận hưởng cuộc sống và đường đời với bạn lúc nào cũng trơn tru. Khi bạn gặp rắc rối sẽ luôn có quý nhân phù trợ. Do đó, người phụ nữ mà có nét tướng này là người quảng giao, biết đối nhân xử thế, tài vận tốt. Không những vậy, họ còn có thể mang phúc lộc đến cho nhà chồng, là hậu phương giúp chồng an tâm công tác. Về hậu vận, họ sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang sung túc. Thứ tư, sống mũi cao. Trong nhân tướng học, các bộ phận trên gương mặt con người đều mang một tầng ý nghĩa khác nhau. Kể cả phụ nữ, mũi cao cũng ẩn chứa tầng ý sâu sắc về số mệnh và số phận. Vậy mũi cao bộc lộ điều gì cho vận mệnh tương lai của chủ nhân? Bạn có thắc mắc hay không? Theo nhân tướng học, dù là phụ nữ mũi cao, mũi tròn thì tướng mũi được quy thành hai loại chính. Đó chính là thượng cách và hạ cách. Trong đó hai loại chính lại được chia thành ba dạng tướng mũi khác nhau. Tướng mũi thượng cách bao gồm thiên tướng, quý tướng và phú tướng. Thiên tướng, thiện nhân, phẩm cách
là người lương thiện không nhất định phải giàu sang, nhưng cả đời sống vui sướng đến lúc chết. Quý tướng, quý nhân, phẩm cách là người giàu nhưng không chắc đã thiện lương. Phú tướng, phú nhân, tài phú. Tướng mũi hạ cách là tướng ác, chia thành ba dạng: ác, bần, tiện. Trong đó tướng mũi ác là tối kỵ. Mũi cao tự nhiên chưa can thiệp được xem là nét tướng đẹp của một người. Không phải ai cũng may mắn để có được điều này. Tuy nhiên mũi cao thì phải thẳng, không gồ ghề thì đường công danh sự nghiệp mới thuận lợi. Người mũi cao nét mặt hiền lương phúc hậu, còn có tướng thọ sống lâu năm, hưởng phú đức và con cháu đuề huề. Tuy nhiên, dù sở hữu nét tướng như thế nào đi nữa, để có nhìn nhận đúng về một người thì cần phải có cái nhìn tổng quát. Họ là người thế nào, đức tính và bản lĩnh ra sao, trí tuệ đến đâu. Nhìn tướng mạo qua dáng mũi chỉ góp một phần yếu điểm chứ không hẳn là tất cả. Ví dụ như có sống mũi thẳng và cao, cộng thêm nốt ruồi ở vị trí tốt, thì người phụ nữ hay nam giới sẽ có xu hướng hợp với ngành nghề, quảng giao, giao tiếp xã hội tốt. Nếu làm ăn thì sẽ ngày càng mở rộng. Người mũi cao trong quan niệm nhân tướng, nếu là nam giới thì là người có tính ngay thẳng, bộc trực, vượt qua các giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, họ sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Đây là dáng mũi của những người giàu sang và quyền quý, họ cũng có những chức vị cao trong cuộc sống. Phụ nữ hay nam giới có chiếc mũi cao thẳng đều có sự nghiệp dễ thăng tiến, phù hợp để làm kinh doanh hoặc chính trị. Nếu có thêm nốt ruồi ở đầu mũi thì tiền đồ sẽ rất đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, người có sống mũi cao thanh thoát được nhận định sẽ là được hưởng nhiều phúc báo, trong tay có quyền. Phụ nữ có nét tướng này là người giỏi giang, tự tin và năng lực của bản thân. Trên con đường sự nghiệp, họ luôn tỏ ra quyết đoán, dám nghĩ, dám làm. Không những thế, người phụ nữ này còn được nửa kia yêu thương và gia đình êm ấm. Ngược lại, người có mũi cao nhọn được xét diện nhân tướng là người khá khó tính. Khi đứng trước vấn đề nào đó, họ thường kén cá chọn canh, có lúc nhìn nhận vấn đề khá hẹp hòi, khó chịu và hay bắt bẻ những lỗi lầm vặt vãnh. Đồng thời, nếu người đàn ông có đầu mũi nhọn hoắt, họ thường không có ý chí tiến thủ, hàng ngày thích làm chuyện không liên quan tới mình, không có ích cho sự nghiệp và gia đình. Những người như vậy cũng thường coi lời người khác như không khí. Cho nên quý vị đừng nhầm tưởng tướng mũi nhọn là mũi cao thẳng quý vị nhé. Thứ 5. Tướng môi dưới đầy đặn. Môi là một trong số 5 ngũ quan trên gương mặt được chú ý nhiều nhất. Ngày nay trong nhân tướng học, việc phân tích môi dày hay mỏng kết hợp các yếu tố tử vi phong thủy cho thấy mỗi tướng môi khác nhau sẽ ẩn chứa một dạng vận số riêng biệt. Chúng ta có thể dựa vào đặc điểm của môi để đoán định được số phận tương lai của một người là giàu có hay vất vả. Độ tuổi thích hợp nhất để xem tướng môi rơi vào khoảng 56 đến 65. Hoặc một số quan điểm khác cho rằng độ tuổi thích hợp là 50 đến 60 tuổi. Lý do là vì ở độ tuổi này, các đặc điểm trên khuôn mặt đã phát triển hoàn toàn, giúp cho việc luận tướng môi miệng có kết quả chính xác hơn. Trong nhân tướng học, người phụ nữ có môi dưới đầy đặn thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ là người tài giỏi, biết kiếm tiền. Không những thế, người này cũng có tấm lòng nhân từ, bác ái, nên đi đến đâu cũng được người khác yêu mến. Người có đôi môi này thường có tính cách rất độc lập, mạnh mẽ và kiên định. Họ luôn chịu trách nhiệm cho hành động của mình và không ngại đối mặt với khó khăn. Bên cạnh đó, họ cũng có thể rất cầu toàn, chú trọng đến chi tiết và có khả năng phân tích tốt. Theo phong thủy, người có môi trên mỏng, môi dưới dày, sở hữu vận mệnh khá thuận lợi trong công danh và sự nghiệp. Họ dễ dàng đạt được thành công và uy tín trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Tuy nhiên, họ cũng có thể gặp phải những thử thách và khó khăn trong tình cảm, đặc biệt là trong gia đình và cuộc sống hôn nhân. Họ cần phải cố gắng hơn để duy trì mối quan hệ ổn định và hạnh phúc với người thân. Đối với người có dạng môi này thường tài lộc, khá dồi dào và giàu có, nhưng họ cũng cần phải biết giữ gìn và quản lý tài sản một cách khôn ngoan. Họ cũng nên chú trọng đầu tư vào việc học hỏi, tích lũy kiến thức để giúp bản thân tiến xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Hơn nữa, người phụ nữ có môi trên mỏng, môi dưới dày thường rất dễ mến và thân thiện. Họ có khả năng giao tiếp tốt và biết cách thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Tuy nhiên, họ đôi khi cũng có thể hơi ích kỷ và quan tâm nhiều đến bản thân hơn người khác. Ngoài ra, họ là ngôi sao may mắn mang đến tài vận, niềm vui cho gia đạo. Càng lớn tuổi, người phụ nữ càng được hưởng hạnh phúc, viên mãn. Đặc biệt, nhân tướng học cũng cho rằng vận mệnh của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào tướng môi miệng mà còn liên quan đến cách sống, đạo đức và hành vi của họ. Những người có tướng môi miệng ban đầu không đẹp nhưng biết tu dưỡng, sống có đạo đức và làm nhiều việc thiện sẽ dần dần khiến tướng môi miệng trở nên đẹp hơn và gặp nhiều may mắn, phước lành khi về già. Ngược lại, những người có tướng môi miệng đẹp nhưng sống không đúng đắn, ích kỷ và tham lam sẽ khiến cho vận mệnh của họ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực khi càng về già. Thưa quý vị, có một số người luôn không muốn đối mặt với những khó khăn của bản thân, tìm mọi cách để trốn tránh. Nhưng ai cũng thừa biết việc trốn tránh chỉ là một phương pháp tạm thời. Nếu muốn giải quyết triệt để nguồn căn của hoạn nạn thì nhất định phải dũng cảm đối mặt. Có vậy thì đường tương lai mới ngày càng rộng mở, phúc khí mới không mời mà tới. Cuộc đời của một người có tốt đẹp hay không thì một phần do số mệnh, một phần phụ thuộc vào tính cách lối sống của người đó. Nếu một người có nhân cách tốt và biết cách đối nhân xử thế thì người đó sẽ tràn đầy phước lành. Những người như vậy ít khi chịu thiệt thòi. Người có phúc khí nhất không phải là người có khả năng kiếm tiền giỏi nhất, mà là họ tự biết xây dựng hạnh phúc cho mình từ những điều vô cùng nhỏ nhoi, tưởng như là không quan trọng. Cuộc sống là một chuỗi liên tục của những thử thách và khó khăn, và cách chúng ta đối diện với những tình huống này sẽ định hình tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Một trong những khía cạnh quan trọng để duy trì một tâm hồn bình an và hạnh phúc chính là thái độ tích cực và không phàn nàn. Người có thái độ tích cực luôn nhận thức rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Họ không trách móc hay phàn nàn về những khó khăn mà họ gặp phải, mà thay vào đó, họ tập trung vào cách giải quyết vấn đề về thăng tiến. Họ hiểu rằng phàn nàn chỉ là một cách lãng phí thời gian và năng lượng, không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề. Không phải là mọi người đều có khả năng kiểm soát mọi tình huống, nhưng chúng ta luôn có khả năng kiểm soát cách chúng ta phản ứng. Thái độ tích cực giúp chúng ta duy trì tinh thần lạc quan và sẵn sàng tìm kiếm cách thức để cải thiện tình hình. Thay vì buồn bã và thất vọng khi gặp khó khăn, người có thái độ tích cực thường nhìn nhận đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Ngoài ra, thái độ tích cực còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Người không phàn nàn và luôn tìm cách thể hiện tâm hồn lạc quan thường là nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Họ tạo ra một không gian tích cực, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ ý kiến, hỗ trợ và khám phá cách vượt qua khó khăn. Vậy nên thái độ tích cực không chỉ là về việc giải quyết vấn đề, mà còn là về cách chúng ta xây dựng tâm hồn và tạo nên cuộc sống có ý nghĩa. Điều này không chỉ giúp ta vượt qua khó khăn một cách hiệu quả, mà còn giữ cho tâm hồn của chúng ta luôn ở trong trạng thái bình an và hạnh phúc. Trong bản chất của con người, tính tốt bụng và không thù oán với người khác là những phẩm chất quý báu, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Tùy vào những hoàn cảnh và sự khắc nghiệt có thể tạo ra những phản ứng nhanh chóng, nhưng chúng cũng đồng nghĩa với việc tạo ra bức tường ngăn cách giữa bạn và những người xung quanh. Cổ nhân đã từng có câu nói rằng, nước trong thì không có cá, người xét nét quá thì không ai gần. Tính cách khắc nghiệt và dễ nổi giận sẽ làm cho bạn trở thành người khó kết nối, khiến người khác cảm thấy khó lòng thấu hiểu và thoải mái khi ở bên cạnh bạn. Mối quan hệ xây dựng trên sự khắc nghiệt thường không thể kéo dài và phát triển, bởi vì điều này đòi hỏi người khác phải luôn thận trọng và cẩn trọng trong mọi tương tác với bạn. Ngược lại, tính tốt bụng và không mang thù oán sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi để bạn gắn kết với người khác. Khi bạn biết làm ơn và tha thứ, bạn không chỉ giữ lấy mối quan hệ tốt mà còn giúp cho tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng và an lành hơn. Những người biết kiềm chế cảm xúc và không đổ thừa mọi sai lầm của người khác sẽ có khả năng giải quyết xung đột một cách khôn ngoan và tìm cách để duy trì mối quan hệ một cách bền vững. Khi bạn tỏ ra tốt bụng và thấu hiểu, bạn không chỉ tạo ra sự ấm áp và hỗ trợ cho người khác mà còn khẳng định về nhân cách và giá trị của bản thân. Sự lạc quan và lượng thông cảm sẽ giúp bạn nhận thức sâu sắc về thế giới xung quanh và tạo ra sự kết nối chân thành với mọi người. Cuối cùng, hãy nhớ rằng
Sự tích cực và lòng tốt luôn lan tỏa như làn sóng, tạo nên môi trường tốt cho cả bạn và những người xung quanh, góp phần làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa. Nhìn xa và trông rộng, không màng lợi ích trước mắt là một tri thức quý giá mà người ta cần phải nắm vững trong cuộc sống. Đôi khi việc quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, mất mát ngắn hạn có thể khiến cho chúng ta mất tầm nhìn về mục tiêu lớn hơn và sự phát triển toàn diện. Con người thường dễ bị cuốn vào những tình huống nhỏ bé và mất tập trung vào những điều quan trọng. Điều này dễ dẫn đến sự căng thẳng không cần thiết và tiêu tốn năng lượng. Những người có tầm nhìn xa, trông rộng, biết cách duy trì sự điềm tĩnh trong những tình huống khó khăn và tập trung vào mục tiêu lớn hơn. Họ hiểu rằng những khó khăn ngắn hạn có thể là những bước chạy đà cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Sự rộng lượng và khả năng tha thứ cũng là những yếu tố quan trọng trong việc nhìn xa và trông rộng. Người thông minh không để những xích mích nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tinh thần và tâm hồn của họ. Thay vào đó, họ biết cách tha thứ và tập trung vào những mục tiêu lớn hơn, không để những tình huống không quan trọng trở thành trở ngại trong hành trình của mình. Người có tầm nhìn xa trông rộng cũng thường biết cách lựa chọn đúng đắn giữa lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Họ không bị mắc kẹt trong việc tìm kiếm sự thỏa mãn ngay lập tức, mà biết rằng việc hy sinh một chút ở hiện tại có thể đổi lại thành công và hạnh phúc to lớn trong tương lai. Một trái tim rộng lớn và sáng suốt giúp con người sống một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi những thứ nhỏ nhặt và tiêu cực. Họ biết cách đối mặt với khó khăn một cách bình thản, không để những điều nhỏ nhặt làm lung lay tâm hồn. Thay vì bị chi phối bởi cảm xúc và tình huống, họ có khả năng kiểm soát cuộc sống và xây dựng tương lai của mình một cách có ý nghĩa và thành công. Vì thế, hãy học cách nhìn xa và trông rộng để cuộc sống của chúng ta không bị mắc kẹt trong những tình huống nhỏ bé và tiêu cực. Hãy biết cân nhắc giữa lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn và luôn giữ tâm hồn lạc quan, rộng lượng để tận hưởng cuộc sống một cách ý nghĩa và thịnh vượng. Trong cuộc hành trình của cuộc sống, việc cố gắng hoàn thiện bản thân và làm cho mình tốt hơn là một hành động thiêng liêng, đầy ý nghĩa. Khi bạn quyết định đứng lên và đối mặt với những hạn chế của bản thân, bạn đã bước chân vào một con đường dẫn đến sự tự phát triển và thành công. Có lẽ không có gì tạo ra ấn tượng mạnh mẽ hơn ngoài việc bạn thực sự tỏ ra xuất sắc. Khi bạn đặt mục tiêu cho bản thân và đặt quyết tâm cao vào việc cải thiện, bạn đang chứng minh rằng bạn có sự cam kết và kiên nhẫn để đạt được những điều mà bạn mong muốn. Đây chính là điểm thu hút mọi người, bởi vì sự tự tin và sự cống hiến của bạn sẽ tỏa sáng và lan tỏa đến những người xung quanh. Một người chỉ có thể thu hút những người tốt hơn nếu họ tự mình trở nên tốt hơn. Điều này không chỉ áp dụng cho mối quan hệ cá nhân mà còn cho sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Khi bạn đặt quyết tâm vào việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và tư duy của mình, bạn sẽ trở thành một nguồn động viên kích thích cho những người xung quanh học hỏi và phát triển cùng bạn. Không phải ngẫu nhiên mà có câu nói, nếu hoa nở rộ, bướm sẽ tự tìm tới, nếu người xuất sắc, trời sẽ tự an bài. Đây thực sự là nguyên tắc hoạt động của cuộc sống. Khi bạn đặt tâm huyết vào việc hoàn thiện bản thân, bạn đang tạo ra một nguồn năng lượng tích cực, thu hút những cơ hội và con người tích cực đến gần bạn. Cuộc sống ngắn ngủi và quá đáng để bị lãng phí bởi những thứ không có ý nghĩa và giá trị. Thay vì lặng thầm chấp nhận sự bất mãn và sự kém cỏi của bản thân, hãy đứng lên và thách thức bản thân mình. Hãy hướng mục tiêu của bạn vào sự hoàn thiện, học hỏi và phát triển liên tục. Hãy là người tự hào về những nỗ lực mà mình đã đầu tư và những thành tựu mình đã đạt được. Trong hành trình này, bạn sẽ không chỉ trở nên xuất sắc hơn mà còn giữ được phúc khí vững chắc trong cuộc sống. Cuộc sống của mỗi người đều là một tập hợp các quyết định, lựa chọn và hành động. Tính cách và lối sống của mỗi người chịu ảnh hưởng sâu sắc đến hướng đi và chất lượng cuộc sống mà họ trải qua. Trong số những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng cuộc sống tốt là khả năng tự kỷ luật và yêu thương bản thân. Người có khả năng tự kỷ luật thường có định hình rõ ràng về mục tiêu và giá trị của mình. Họ biết cách xác định ưu tiên và quản lý thời gian một cách hiệu quả, không để cho những việc không quan trọng chiếm lĩnh cuộc sống. Tự kỷ luật giúp họ duy trì sự tập trung và động viên bản thân để hoàn thành những nhiệm vụ một cách chất lượng và thành công. Tuy nhiên, tự kỷ luật không chỉ dừng lại ở việc quản lý thời gian và công việc, mà còn liên quan mật thiết đến cách họ quản lý tâm trạng và cảm xúc. Họ biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, không
không để những tình huống tiêu cực làm lung lay tâm hồn. Thay vì để sự tức giận, lo lắng hay mất kiên nhẫn chi phối, họ biết cách đối mặt và giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và hiệu quả. Song song với khả năng tự kỷ luật là khả năng yêu thương bản thân. Người biết yêu thương bản thân không tự đặt mình vào vị trí tự ti hay tự cho mình là không đáng để được yêu thương. Họ không phụ thuộc vào sự khen ngợi hay đánh giá của người khác để xác định giá trị bản thân. Thay vào đó, họ tự tin trong chính mình và có sự tự tin về những gì họ làm. Yêu thương bản thân cũng đồng nghĩa với việc chăm sóc cho cảm xúc và tâm hồn của mình. Người biết yêu thương bản thân không tự gây thương tổn cho mình bằng cách lo lắng quá mức, tự trách móc hay căng thẳng không cần thiết. Thay vào đó, họ biết cách thấu hiểu và chữa lành những vết thương trong tâm hồn để có thể tiến xa hơn trong cuộc sống. Cuộc sống không chỉ là về những thành công và thăng trầm, mà còn là việc tự hoàn thiện bản thân, xây dựng lòng tự tin và tạo dựng một tâm hồn bình an. Khả năng tự kỷ luật và yêu thương bản thân không chỉ giúp chúng ta đạt được sự phát triển cá nhân và thành công, mà còn giúp cho chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Người phụ nữ nên giữ cho mình một trái tim lương thiện, tu tập tâm tử bi sẽ nhận được ngày càng nhiều sự hạnh phúc. Ít những chuyện rắc rối thường không mời mà đến. Việc tu tập lòng từ bi, phát tâm bồ đề cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách. Thông qua việc làm hàng ngày mà biết được người phụ nữ này sẽ nhận được bao nhiêu họa hay phúc. Khi nói chuyện, chúng ta cũng có thể thấy được sự khôn ngoan và thông minh của họ. Người phụ nữ được tu tập Phật Pháp tốt thường không nói nhiều, nhưng sẽ lên tiếng khi cần thiết. Lời nói không gai góc nhưng đầy trí tuệ thâm sâu. Họ là người phụ nữ thanh lịch, không cần trang điểm quá nhiều, nhưng vẫn thể hiện ra nét quyến rũ đặc biệt. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy rằng trang phục mà họ mặc cũng thể hiện sự thanh lịch trong đó, mộc mạc nhưng tươi mới, cổ điển và độc đáo. Người phụ nữ có tu dưỡng Phật Pháp sẽ giống như một người bảo vệ, quyết định sự hưng suy của một gia tộc. Đức hạnh của người phụ nữ không thể che giấu, chúng đều được biểu lộ ra bên ngoài. Người phụ nữ được tu dưỡng tốt, sẵn sàng chịu khổ cùng chồng và kính trọng cha mẹ hai bên. Họ biết cách quý trọng và yêu thương, sẵn sàng buông xuống ước vọng giàu sang, không ghen ghét cho bì với sự giàu sang của người khác. Họ sẽ không vì tiền mà trở thành người vô lương tâm, nhạo báng mọi người. Ngay cả lời nói, họ cũng chú ý tu dưỡng. Lời nói mang theo thiện niệm, rõ ràng mà ngọt ngào dễ nghe. Người có giọng nói dễ nghe nhất định là người có tu dưỡng, nội tâm tốt vì hàng ngày thường đọc kinh, trì chú, tích đức hành thiện mà được an khang, biết sám hối và sửa đổi bản thân sẽ tạo nên vẻ đẹp hiền thục. Lời nói không châm biếm, không gắt gỏng, không thô kệch, không chỉ trích mà tràn đầy sự hiền từ của người phụ nữ. Nó thể hiện ra giọng nói hay như tiếng chim hót, khiến ai cũng muốn nghe. Người phụ nữ như thế nhất định là người đại phúc. Nếu như giọng nói của người phụ nữ không tốt thì gia đình rất khó thịnh vượng. Muốn nói lời hay ý tốt thì cần phải tu đức, bởi vì lời nói xuất ra từ nội tâm, trời đất đều biết rõ. Khi thể hiện ra nét mặt hiền lành, hòa ái dễ gần, giản dị thanh cao, đều cho thấy nội tâm người này rất thiện lương, biết lo tu thân dưỡng tính. Người có nhiều phúc báo sẽ thể hiện ra ở chính gương mặt. Càng lớn tuổi, tướng mạo của người phụ nữ càng thiện, càng không già đi, ai tiếp cận họ cũng luôn có được cảm giác thân thiết. Càng lớn tuổi, tính tình càng giống một đứa trẻ, nội tâm an lạc, như là ở đời này không còn gì phải lo lắng. Kỳ thực sự giàu có của người phụ nữ không phải đến từ chồng, lại không đến từ ông chủ, mà đến từ chính phúc phận của họ. Giữ thiện tâm và cố gắng hành thiện, người phụ nữ sẽ tích được phúc báo dày nên mỗi ngày. Vậy nên sự duyên dáng chính là thứ vũ khí đắt giá nhất của phụ nữ. Duyên dáng ở đây là tất thảy con người bạn, từ ánh mắt nụ cười và cách hành xử tinh tế đến những người xung quanh. Duyên dáng rất cuốn hút, giống như một thứ vũ khí không quá phô trương nhưng mạnh mẽ, là vẻ đẹp sâu lắng của người phụ nữ nhưng nhẹ nhàng chạm đến trái tim. Người phụ nữ xinh đẹp đến mấy mà không có duyên, dần dần cũng sẽ nhạt nhòa. Khi đã sở hữu sự duyên dáng, dù không quá xinh xắn, nhưng khi nhìn vào, ai cũng nhận thấy được vẻ đẹp vô cùng quyến rũ ấy. Bí ẩn khó có thể mờ nhạt hay lẫn lộn vào đâu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng từng nói, vũ khí của một người phụ nữ
Đó là sự tươi mát, sự dịu dàng, là sự không trách móc. Nếu mất đi những thứ đó, bạn chắc chắn không thể hạnh phúc được, cho dù là với bất kể ai. Đây là một điều vô cùng quan trọng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần phải có. Đừng bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào để trở thành một người phụ nữ với rất nhiều sự duyên dáng và thanh lịch, sống có hoài bão và ước mơ. Đó là lớp điểm trang đẹp đẽ mà họ gửi đến thế giới và cho chính mình. Bất kể những định nghĩa về phụ nữ trên thế gian có thay đổi bao nhiêu lần, bạn luôn là một người phụ nữ. Đó là một chức danh, một món quà hay cũng có thể là một thách thức lớn nhất trong cuộc sống. Có một kiểu phụ nữ, cho dù yêu hay lấy bất kỳ một ai, họ cũng đều sống rất tốt. Họ đem những kỳ vọng của cuộc sống gửi gắm vào chính bản thân mình, chứ không phải trông chờ vào đối phương. Khi bạn không si mê, không dựa dẫm và không so đo với chính mình, lúc đó, cho dù lấy ai, bạn cũng sẽ đều hạnh phúc. Thực ra, phụ nữ ở mỗi một giai đoạn đều có nét đẹp riêng của mình. Đem ra so sánh nét đẹp thời son trẻ với dòng chảy của thời gian, hóa ra lại vô tình trở thành khập khiễng. Hơn 20 tuổi là nét đẹp rực lửa của tuổi thanh xuân. Hơn 30 tuổi là nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch và điềm đạm. Hơn 40 tuổi là nét đẹp sắc sảo cao sang. 50 tuổi là nét đẹp của lòng bao dung, bình yên và tự tại. Cái đẹp là thứ mà chúng ta tu dưỡng, rồi theo đuổi trong suốt cả cuộc đời. Là một người phụ nữ lương thiện từ trong tâm, chắc chắn là sẽ rất đẹp. Chính vì vậy, để luôn tràn đầy năng lượng tích cực, chúng ta có 3 điều phải quên. Quên tuổi tác, quên hận thù, quên quá khứ. 4 điều mà người phụ nữ phải nhớ: phải hạnh phúc, phải xinh đẹp, phải mỉm cười, phải độc lập. Nhất định phải theo đuổi một thứ, đó chính là đam mê, và không được từ bỏ hai thứ, nhiệt huyết và lòng tự tôn. Chúng ta chỉ quanh quẩn để bản thân mình phải sống thật tốt và là tấm gương cho những người xung quanh ta. Nhưng có rất nhiều người hay quên đi chính bản thân mình. Đừng cố gắng sống thật tốt, hãy sống thật vui và hạnh phúc trước bạn nhé. Và sự duyên dáng sẽ giúp bạn dễ dàng và trơn tru hơn trong cách mà bạn trải nghiệm với cuộc sống của mình. Những người phụ nữ thành công đều có cả sức khỏe và sắc đẹp. Một vóc dáng cân đối ưa nhìn giúp chị em tạo được thiện cảm với người đối diện, có được những đặc quyền trong cuộc sống, sở hữu một sức khỏe tốt mang đến thần thái rạng rỡ và căng tràn năng lượng. Điều này giúp chị em tự tin vượt qua mọi thử thách, duy trì đam mê và thực hiện tốt vai trò của mình ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Từ lúc độc thân đến khi làm vợ, chuẩn bị làm mẹ và trải qua những trải nghiệm làm mẹ. Quan điểm hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân của phụ nữ rất đa dạng. Mỗi người sẽ có những giá trị, khao khát và ước mơ riêng. Do đó không thể đưa ra một quy chuẩn chung cho tất cả phụ nữ. Tất nhiên, chồng giàu, xe đẹp, tiền nhiều có thể mang lại địa vị xã hội cho người phụ nữ. Nhưng nếu sự giàu có không được xây dựng dựa trên nền tảng của sự tôn trọng, yêu thương và chia sẻ, thì nó khó có thể mang lại hạnh phúc bền vững. Tài chính vững vàng là một trong những yếu tố giúp người phụ nữ hạnh phúc. Việc họ có cuộc sống ấm no, không cần lo cơm áo gạo tiền sẽ trẻ lâu và xinh đẹp hơn. Khi phụ nữ có đầy đủ tiền bạc, họ có thể tận hưởng niềm vui, có những trải nghiệm mới mẻ. Người phụ nữ cảm thấy hài lòng với bản thân và cuộc sống của mình. Điều này giúp họ tạo ra một tâm lý vui vẻ và hạnh phúc. Trong tình yêu và hôn nhân, sự chung thủy giữa cả hai rất quan trọng. Có thể nói rằng, phụ nữ thường mong muốn có một mối quan hệ bền vững, dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau. Người phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu đối phương cho họ thấy được sự chung thủy, sẵn sàng lắng nghe những suy nghĩ và mong muốn của bản thân họ. Một phần quan trọng trong hạnh phúc của người phụ nữ là sự độc lập và tự do. Họ muốn có khả năng tự quyết định và kiểm soát cuộc đời của mình. Một số người phụ nữ muốn có cơ hội phát triển sự nghiệp, học tập và tham gia vào các hoạt động xã hội để trở thành một người độc lập. Điều này giúp họ cảm thấy hài lòng và tự tin về bản thân mình. Chính vì vậy, người phụ nữ thường có mong muốn nửa kia tôn trọng, ủng hộ các quyết định của họ và chia sẻ trách nhiệm trong việc quản lý gia đình. Quan điểm của phụ nữ về tình yêu và hôn nhân có thể khác nhau, tùy thuộc vào nền văn hóa, giáo dục và kinh nghiệm cá nhân của từng người. Tuy nhiên, người phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc đến từ sự quan tâm của người đàn ông.
Việc nửa kia sẵn sàng tạo ra những bất ngờ lãng mạn, cũng như quan tâm chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đến sức khỏe tinh thần, làm phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương. Hạnh phúc của một người phụ nữ không chỉ dừng ở việc có một người chồng giàu, xe đẹp và nhiều tiền, mà bên cạnh đó, người phụ nữ cũng cần sự ổn định giữa các yếu tố khác, như sự hài lòng với bản thân, mối quan hệ với mọi người, công việc thuận lợi, con cái tài giỏi, sự hỗ trợ của gia đình. Vậy nên, người phụ nữ tâm lương thiện sẽ mang đến cho gia đình và hậu thế vô tận phúc đức, tránh mầm tai vạ cho con cháu. Nếu như người phụ nữ mang độc niệm, hành vi không hợp, bất hiếu, dâm loạn sẽ làm cho gia đình mất đi an bình, không chỉ có nguy hiểm cho bản thân, còn có thể làm loạn gia tộc. Cho nên cổ nhân nói, nữ nhân tốt sẽ vượng ba đời, nữ nhân xấu sẽ hoại ba đời, là chỉ người vợ. Người phụ nữ có cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trong nhà thường chỉnh tề. Người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, trong nhà thường loạn bát nháo, tâm trạng cũng sẽ không tốt. Người phụ nữ tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi, sinh sự từ việc không đâu, trong nhà sẽ vĩnh viễn không ngày nào yên bình, gà bay chó chạy. Những phụ nữ hào phóng, thông tình đạt lý, trong nhà tất nhiên tài vận tràn đầy, già trẻ đều khỏe mạnh. Trời sinh người phụ nữ chính là giữ vai trò thủy, thủy tính, chính là trong phong thủy trong nhà. Người phụ nữ có thủy tính là có tướng vượng phu. Muốn biết người phụ nữ mệnh tốt hay xấu, chính là xem thủy tính tốt hay không. Thủy tính trong sạch, nhu hòa, có thể làm thay đổi nhân tâm, bồi bổ chỗ khuyết. Thủy tính bị ô nhiễm đục ngầu sẽ làm tổn thương gia đình. Vì vậy mà người xưa nói, một người phụ nữ tốt sẽ mang tới thịnh vượng cho ba thế hệ. Người phụ nữ xấu sẽ làm hại đến ba thế hệ. Người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề, nhà cửa sẽ thường xuyên ngăn nắp gọn gàng. Ngược lại, người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, cầu thả, thường sẽ biến căn nhà thành một mớ hỗn độn bừa bãi, khiến cho tâm trạng cũng không được thoải mái. Người phụ nữ hay kỳ kèo tính toán, bụng dạ hẹp hòi, hay sinh chuyện thì gia đình sẽ không có ngày nào được bình yên. Ngược lại, người phụ nữ mà tâm tính thoải mái, rộng lượng, thông tình đạt lý, tài vận của gia đình chắc chắn sẽ thịnh vượng, già trẻ lớn bé trong nhà đều có được sức khỏe tốt. Người phụ nữ tốt không phải là về sắc đẹp mà là một trái tim đẹp. Một người vợ tốt không phải là về ngoại hình mà là về nội tâm. Một người phụ nữ đức hạnh tuổi càng cao thì trông lại càng phúc tướng. Người phụ nữ mà không có đức hạnh càng về già càng xấu xí hơn. Một gia đình cần dựa vào người phụ nữ thấu tình đạt lý thì việc kinh doanh của gia đình mới sớm có ngày thành công. Gia đình mà có người phụ nữ mới được gọi là một gia đình đầy đủ. Có người phụ nữ, gia đình mới có được tiếng cười và hạnh phúc lâu dài. Chồng và con, một người cần bàn tay chăm sóc của người vợ, một người lại cần sự yêu thương ân cần của người mẹ. Cuộc đời không nợ bất kỳ ai, vậy nên chúng ta không cần phải kể khổ. Cho dù bạn gặp phải chuyện gì, hãy cứ mỉm cười và thư giãn. Ở nơi làm việc, phụ nữ hay mỉm cười thường được khách hàng quý mến, hiệu quả công việc cũng sẽ tốt hơn. Cười một cái sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ bạn. Trong gia đình, một người phụ nữ hay cười sẽ mang lại ánh nắng cho những người xung quanh. Đứa trẻ sẽ được tiếng cười của người mẹ truyền cảm xúc và người chồng sẽ bị nụ cười đó hấp dẫn. Khi ngượng ngùng hay gặp chuyện khó xử, nụ cười nơi khóe miệng phụ nữ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, khiến hết thảy mọi thứ không thoải mái tan biến thành mây khói. Trong lúc nghịch cảnh, mỉm cười với chính mình một cái, nói một vài lời cổ vũ với đối phương, những u ám sẽ tiêu tan và cuộc đời sẽ mở ra một bước ngoặt. Cuộc sống giống như một tấm gương, bạn cười nó cũng sẽ cười, bạn khóc nó sẽ khóc. Vì vậy đừng gào khóc, đừng than nghèo kể khổ. Làm phụ nữ, bạn cũng không nên mặt mày ủ rũ cau có. Khi đã quen mở miệng cười, cuộc đời dẫu có đắng chát rồi cũng sẽ dần biến thành ngọt. Miệng tươi cười tựa như bôi mật ong thơm ngọt, tựa như hoa nở mùa xuân, có thể đuổi đi mây đen và tươi đẹp ánh sáng. Quý vị thân mến, có thể chúng ta phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ là khi rất nhiều người bạn cũ lâu ngày xuất hiện, bạn sẽ thấy một số bộ phận trên khuôn mặt họ có chút thay đổi. Ví dụ như một số nét trên khuôn mặt họ dài ra và to lên. Thực ra đây chính là đạo lý, tướng do tâm sinh. Vậy nên khi con người có tấm lòng cương trực,
biết bao dung độ lượng cho người khác, thì dẫu cho vận có xấu, thọ mệnh có yếu, ắt cũng sẽ được trời cao bảo hộ, cải hung hóa cát. Đàn ông 5 tuổi này cứ xây nhà năm 2024 sẽ được hưởng lộc trời, giàu sang vô đối, cả đời bình an. Quý vị thân mến, làm nhà là việc rất hệ trọng nên mọi người thường chú tâm chọn tuổi. Năm 2024, những tuổi nào làm nhà được là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi năm mới sắp đến, đặc biệt là đàn ông. Đàn ông rất coi trọng việc xem tuổi, chọn tuổi khi tiến hành những công việc lớn. Làm nhà là một trong những đại sự trong đời vì an cư mới lạc nghiệp. Có mái ấm là nền tảng vững chắc để mỗi người xây dựng sự nghiệp, ổn định cuộc sống và lo cho tương lai, cho gia đình sau này. Với quan niệm lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông, việc chọn tuổi đẹp để làm nhà thường được chọn theo tuổi người đàn ông trụ cột trong gia đình. Vậy nên dưới đây là 5 tuổi mà đàn ông cứ xây nhà năm 2024 sẽ giàu sang phú quý, cả đời bình an. Hãy cùng ngẫm thế gian lắng nghe và tìm hiểu sau đây. Thứ nhất, Ất Mùi 1955. Trong năm 2024 thấy rằng, Giáp Thìn là năm bình yên, cát lành đối với tuổi Ất Mùi nam mạng. Hãy yên tâm tận hưởng cuộc sống. Bản mệnh cũng đã khá cao tuổi nên biết hài lòng với những gì mình đang có, sống chan hòa với mọi người xung quanh, không còn tranh đoạt với những người ở ngoài xã hội. Vận trình tài lộc ổn định, khoản tiền lương, tiền tiết kiệm suốt những năm tháng tuổi trẻ giúp đương số có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần phụ thuộc vào con cái. Bản mệnh có thể dùng khoản này để chú ý chăm sóc sức khỏe cho mình nhiều hơn. Gia đạo hài hòa, bề trên, người dưới quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Khoảng cách các thế hệ trong gia đình không lớn, lúc nào cũng hài hòa, vui vẻ. Xét về thiên can, Ất gặp Giáp bình hòa, vận khí ổn định, an vui hưởng thành quả mà tuổi trẻ đã phấn đấu mà có được. Xét về địa chi, Mùi gặp Thìn, bình hòa, vận trình dần, có xu hướng ổn định, ít chịu tác động ngoại cảnh. Công việc làm ăn hay thu nhập đều duy trì ổn định, gia đạo hay sức khỏe đều không gặp bất lợi nào quá lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, gây bất lợi đến vấn đề sức khỏe. Bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng dễ đau ốm khi giao mùa. Các bệnh về xương khớp, thị lực của người già. Xét về can chi ngũ hành thì năm 2024 là năm khá cát lành, bình ổn với người tuổi Ất Mùi, nam mạng sinh năm 1955. Đương số có tinh thần và sức khỏe khá tốt, chỉ đau yếu qua loa, gia đạo hài hòa, an nhàn tận hưởng cuộc sống bên con cháu. Bên cạnh đó, vận hạn năm 2024 tuổi Ất Mùi, nam mạng cho thấy rằng tam tai 2024, tuổi Ất Mùi nam mạng không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, Ất Mùi nam mạng không phạm kim lâu, có thể đứng tên để xây nhà cửa, lo liệu chuyện cưới hỏi cho con cháu trong nhà. Hoang ốc 2024, tuổi Ất Mùi nam mạng không phạm hoang ốc, tốt cho việc xây dựng nhà cửa. Do đó, trong năm 2024, Ất Mùi nam mạng là tuổi đẹp để xây nhà hay đứng ra lo liệu đại sự cho con cháu trong nhà. Tuy nhiên, tuổi này năm 2024 bị sao kế đô chiếu. Kế đô là hung tinh kỵ nữ hơn nam. Với nam mạng Ất Mùi thì hung tính giảm bớt phần nào. Năm có sao này chiếu mệnh cần đề phòng tai nạn, hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không hay. Xấu nhất là vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cho nên cần thận trọng những thời điểm hung tinh chiếu, cát vận bị chiết giảm phần nào. Đi xa bất lợi nên hạn chế. Năm nay nội tộc có điểm tang chế nên chuẩn bị tinh thần. Năm có hung tinh chiếu mệnh, cát vận bị chiết giảm phần nào. Trong năm tuổi Ất Mùi nam mạng cần đề phòng tai nạn bất ngờ, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt về tiền bạc. Đi xa bất lợi nên hạn chế. Năm nay nội tộc có điểm tang chế nên chuẩn bị tinh thần. Thứ hai, Đinh Dậu năm 1957. Tử vi 2024 nhận định
Giáp Thìn là năm bình yên và may mắn đối với tuổi Đinh Dậu Nam Mạng sinh năm 1957. Độ tuổi hưu trí này yên tâm nghỉ ngơi, không phải lo lắng quá nhiều đến công việc hay gánh nặng vật chất. Thậm chí nhờ vào vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy lâu năm mà bạn giúp đỡ được cho người khác, trở thành quý nhân của một ai đó. Tình hình tài chính không có biến động gì lớn, bạn duy trì được mức sống ổn định, có của ăn của để, không phải suy tính quá nhiều trước khi mua sắm. Tuy nhiên, nếu cầm nhiều tiền trong tay thì bản mệnh nên có phương án gửi tiết kiệm hoặc giữ cho kỹ, đừng để kẻ xấu lừa gạt khiến cho công sức bao năm đổ sông, đổ bể. Năm này, được hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình, đương số gặp nhiều may mắn, khó khăn có người giúp sức, đau ốm thì gặp thầy, gặp thuốc nhanh khỏi. Cuộc sống bình an trôi qua bên người thân yêu, tinh thần vì thế mà cũng thêm phần phấn khởi, có thể đón hỷ sự của con cháu trong nhà. Xét về thiên can, Đinh gặp Giáp bình hòa, cuộc sống bình yên trôi qua, hầu như ít gặp biến cố nào đáng lo ngại. Xét về địa chi, Dậu gặp Thìn, Lâm cục diện nhị hợp, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, vận trình hanh thông, cuộc sống hài hòa, đủ đầy về vật chất, gia đạo hay sức khỏe đều được cải thiện đáng kể. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương sinh, sức khỏe càng thêm cải thiện, có đau ốm cũng gặp thầy, gặp thuốc nhanh khỏi. Do đó, xét về yếu tố can chi, ngũ hành thấy rằng 2024 là năm thuận lợi và bình yên với tuổi Đinh Dậu, Nam Mạng sinh năm 1957. Năm nay được hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình, đường số gặp nhiều may mắn, khó khăn có người giúp sức, đau ốm gặp thầy, gặp thuốc nhanh khỏi. Cuộc sống bình an trôi qua bên người thân yêu, tinh thần vì thế mà cũng thêm phần phấn khởi, có thể đón hỷ sự của con cháu trong nhà. Vận hạn năm 2024 tuổi Đinh Dậu Nam Mạng cho thấy rằng tam tai 2024, tuổi Đinh Dậu Nam Mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Đinh Dậu Nam Mạng không phạm Kim Lâu, tuổi đẹp xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra để lo liệu việc lớn trong nội tộc. Hoang Ốc năm 2024, tuổi Đinh Dậu Nam Mạng không phạm Hoang Ốc, phù hợp xây dựng nhà cửa. Vì vậy, năm 2024, Đinh Dậu là tuổi đẹp để xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu việc lớn cho con cháu trong nhà. Tuy nhiên, theo tử vi tuổi Dậu 2024, tuổi Đinh Dậu Nam Mạng gặp vận mệnh mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì. Ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Năm có sao tốt chiếu mạng, nam giới tuổi Đinh Dậu, hành sự cát lành, cuộc sống được đảm bảo ở mức thoải mái nhất. Đường số dễ gặp hung hóa cát, gặp khó được người tương trợ. Có điều, cần thận trọng đi lại, đề phòng bị té ngã hay bị tai nạn bất ngờ. Trong gia đình có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Vì thế, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt, cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không thì dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Thứ ba, Bính Ngọ, năm 1966. Tuổi Bính Ngọ trong năm 2024 sẽ có một năm khá thuận lợi, bình ổn, không trải qua nhiều biến cố nào quá lớn. Công việc tiến triển đều, dù trong quá trình sẽ phải đối diện với chút khó khăn, nhưng đều vượt qua nhẹ nhàng. Trong năm có thể mở rộng công việc làm ăn, vẫn còn cơ hội thăng tiến đang rộng mở. Nếu vẫn tham vọng quan trường thì nên nắm bắt. Tiền bạc cũng may mắn, buôn bán kinh doanh được lộc, có khoản tích lũy dồi dào. Có điều hành sự phải thận trọng, kẻo dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ mà lừa gạt tiền bạc. Sức khỏe duy trì tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng ốm đau vặt khó tránh. Nhưng cũng đừng quá chủ quan kẻo bệnh nhẹ chuyển nặng, hao tốn không ít tiền của để chữa trị. Gia đình nhìn chung yên ấm, dù chuyện mâu thuẫn ý kiến là không tránh khỏi. Song mọi người đều cố gắng thấu hiểu nhau. Bản mệnh nên tin tưởng vào con cái của mình nhiều hơn, không nên can thiệp quá sâu vào các vấn đề hay quyết định của con cái. Xét về thiên can, Bính gặp Giáp bình hòa, ít chịu tác động xấu từ ngoại cảnh, chủ động lo liệu công việc đâu ra đó. Xét về địa chi, Ngọ gặp Thìn bình hòa,
vận khí bình ổn, công việc làm ăn vẫn tiến triển tốt, tài lộc duy trì ổn định, có khoản tích lũy tốt, gia đạo hay sức khỏe ở mức hài hòa, không có quá nhiều bất lợi. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, khó tránh lúc đau yếu suy nhược cơ thể, các bệnh liên quan đến tuổi già. Gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn xung đột nhưng không quá nghiêm trọng, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Do đó, xét về can chi ngũ hành, tuổi Bính Ngọ Nam Mạng sinh năm 1966 sẽ đón một năm bình ổn, ít biến động, hầu như không còn biến cố nào quá lớn. Đường số chủ động lo liệu mọi việc, công việc tiến triển, bình ổn, tiền bạc tiến vào giai đoạn tích lũy, có của ăn, của để. Bính Ngọ năm 2024 là năm có sao tốt chiếu mệnh, công việc làm ăn của tuổi Bính Ngọ Nam Mạng thêm phần thuận lợi, có thể mở rộng làm ăn, có cơ hội thăng quan tiến chức, hứa hẹn một năm đầy hào quang trong sự nghiệp. Tiền bạc cũng may mắn, buôn bán kinh doanh được lộc, có khoản tích lũy dồi dào, có điều, hành sự phải thận trọng, kẻo dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ mà lừa gạt tiền bạc, sức khỏe cũng có dấu hiệu bất ổn nên chú trọng nghỉ ngơi hơn nữa. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, sang năm con rồng, tuổi Bính Ngọ Nam Mạng gặp vận niên thổ lộng nguyệt, tức là thỏ giỡn trăng. Hình ảnh đầy vui tươi thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại. Phải lòng chờ đợi bấy lâu. Xét vận hạn năm 2024 tuổi Bính Ngọ Nam Mạng cho thấy tam tai 2024, tuổi Bính Ngọ Nam Mạng không phạm tam tai. Tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Bính Ngọ Nam Mạng không phạm Kim Lâu, phù hợp đứng tuổi xây nhà cửa hoặc tổ chức cưới gả cho con cháu trong nhà. Hoang Ốc năm 2024, tuổi Bính Ngọ Nam Mạng không phạm Hoang Ốc, tốt cho việc xây dựng nhà cửa. Vì thế trong năm 2024, Bính Ngọ Nam Mạng được tuổi xây nhà hoặc đứng ra lo liệu cưới gả cho con cháu trong nhà. Thứ tư, Đinh Mùi năm 1967. Năm 2024 của tuổi Đinh Mùi Nam Mạng thấy rõ, Giáp Thìn là năm khá bình yên, ổn định, ít biến cố lớn đối với đương số. Tuy nhiên có dấu hiệu hao tán nhiều tiền của. Với những người vẫn còn đang công tác, nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm của mình, mà bản mệnh thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, không chỉ giúp sự nghiệp của bản thân phát triển ổn định, mà còn đưa ra được những lời khuyên đúng đắn cho mọi người xung quanh. Người làm kinh tế cũng đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên duy trì được lượng khách hàng ổn định, không lo đến sự cạnh tranh của đối thủ. Thậm chí năm này, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội làm ăn. Nếu nắm bắt thì có thể thu về lợi nhuận dư giả. Xét về thiên can, Đinh gặp Giáp bình hòa, các phương diện cuộc sống bình ổn, ít bị xáo trộn. Xét về địa chi, Mùi gặp Thìn bình hòa, vận trình dần, có xu hướng ổn định, ít chịu tác động ngoại cảnh, công việc làm ăn thu nhập đều duy trì ổn định, gia đạo hay sức khỏe đều không gặp bất lợi nào quá lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh là lưu niên tương khắc, gây áp lực về tinh thần, khiến cho sức khỏe giảm sút, đề phòng các bệnh về gan, thận. Do đó, xét về các yếu tố can chi ngũ hành đều thấy dấu hiệu bình ổn trong năm 2024 với tuổi Đinh Mùi Nam Mạng. Các phương diện cuộc sống đều duy trì hài hòa, công việc làm ăn tiến triển tốt, tiền bạc cũng được cân bằng, có khoản tích lũy, sức khỏe không gặp bất lợi nào quá lớn, chủ yếu do tinh thần chi phối mà gây căng thẳng, lo âu, khiến cho gan thận bị áp lực mà thôi. Xét về vận hạn năm 2024, tuổi Đinh Mùi Nam Mạng cho thấy tam tai 2024, tuổi Đinh Mùi Nam Mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Đinh Mùi Nam Mạng không phạm Kim Lâu, tốt cho việc xây dựng nhà cửa. Hoàng Ốc 2004, tuổi Đinh Mùi Nam Mạng không phạm Hoang Ốc, tốt cho xây dựng, mua bán nhà cửa. Vì thế, Nam Mạng Đinh Mùi là tuổi đẹp trong năm 2024, nếu muốn xây nhà, mua nhà. Có điều, năm nay có hao tinh chiếu, khó tránh tiền bạc hao tán, phải chi tiêu nhiều tiền trong năm, có thể cho công việc làm ăn, cũng có thể cho sức khỏe hoặc là phục vụ nhu cầu cá nhân nào đó.
Trong năm gia đạo hài hòa, gia đình luôn duy trì được bầu không khí yên ấm. Vợ chồng luôn quan tâm và lo lắng cho nhau trên mọi mặt cuộc sống. Kết hôn càng lâu thì tình cảm càng thắm thiết. Về con cái, đôi khi bạn không tránh khỏi lo lắng, song mọi việc đâu sẽ có đó. Sức khỏe không gặp bất lợi nào quá lớn, chủ yếu do tinh thần chi phối mà gây căng thẳng, lo âu khiến gan thận bị áp lực. Ngoài ra đi đứng cẩn trọng đề phòng tai nạn bất ngờ, tốn kém tiền của để chữa trị di chứng để lại. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay là dùng những đồ màu trắng là tốt nhất? Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm có đen hoặc xanh dương. Có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Vậy nên gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Thứ năm, Tân Mùi năm 1991. Năm 2024 là năm cát lành, nhiều may mắn, cơ hội phát triển đối với đương số. Công việc làm ăn tiến triển tốt, có thể mở rộng hoặc thay đổi. Quý bạn mạnh dạn hơn trong việc thể hiện quan điểm bản thân nên dễ dàng nhận được sự chú ý của quý nhân. Nhiều cơ hội công tác, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sẽ đến với bạn. Đừng ngại khó khăn vất vả, mọi công sức của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Dẫu rằng trong quá trình tiến hành khó tránh khỏi trục trặc hay khó khăn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khả quan. Tình hình tài chính không có gì đáng lo, tiền bạc ngày càng có xu hướng gia tăng. Người làm kinh tế tìm ra hướng đi phù hợp cho mình nên tiền chảy ào ào vào túi. Dù đôi khi đối thủ cạnh tranh gay gắt sẽ khiến bạn căng thẳng, song chỉ cần phát huy điểm mạnh của mình thì dần dần bạn có thể là người vượt lên. Phương diện tình cảm cũng đón nhiều tin vui khi người độc thân không còn bị ám ảnh bởi những nỗi buồn trong quá khứ nữa. Bạn dần mở lòng hơn với những người chân thành với mình, hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm tình yêu mới mẻ, thậm chí tiến tới hôn nhân. Trong khi đó, với những người đã lập gia đình, bạn có thể nhận thêm tin vui đón thêm thành viên mới. Con trẻ là động lực để vợ chồng bạn cố gắng mỗi ngày, xây dựng một gia đình ấm áp và đầy đủ hơn. Xét về thiên can, Tân gặp Giáp bình hòa, vận số ít chịu tác động ngoại cảnh. Cuộc sống tự chủ, làm nhiều hưởng nhiều và ngược lại. Xét về địa chi, Mùi gặp Thìn bình hòa, vận trình dần có xu hướng ổn định, ít chịu tác động ngoại cảnh, công việc làm ăn hay thu nhập đều duy trì ổn định, gia đạo hay sức khỏe đều không gặp bất lợi nào quá lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, tình duyên phơi phới, trong năm đón hỷ tín ngập tràn, sức khỏe tốt, đau ốm cũng gặp thầy thuốc nhanh khỏi. Do đó, xét về yếu tố can chi ngũ hành thì năm 2024 là năm cát lành với tuổi Tân Mùi, nam mạng sinh năm 1991. Công việc làm ăn tiến triển tốt, có thể mở rộng hoặc thay đổi. Tài lộc duy trì ở mức ổn định, có khoản gia tăng. Gia đạo, tình duyên hay sức khỏe đều không có điểm gì bất lợi. Xét vận hạn năm 2024, tuổi Tân Mùi, nam mạng cho thấy tam tai 2024. Tuổi Tân Mùi nam mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024. Tuổi Tân Mùi nam mạng không phạm Kim Lâu, được tuổi kết hôn, xây dựng nhà cửa. Hoàng Ốc 2024. Tuổi Tân Mùi nam mạng không phạm Hoàng Ốc, tuổi đẹp để tiến hành xây dựng nhà cửa. Vì thế, trong năm Giáp Thìn, các bạn Tân Mùi nam mạng được tuổi để cưới hỏi hoặc xây dựng nhà cửa. Có điều cần lưu ý về vấn đề sức khỏe. Dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng nào, nhưng trong năm có thể đau ốm nhiều lần, chữa trị tốn kém tiền của. Gia đình có chuyện không may xảy ra, có tin buồn tang chế. Tân Mùi năm 2024 là năm có sao kế đô xấu chiếu mệnh. Cát vận bị chết giảm phần nào. Công việc làm ăn khó tránh lúc gặp trục trặc, phải thật tỉnh táo và nỗ lực để khắc phục. Tiền bạc có hao tốn ít nhiều, thận trọng trong hợp tác làm ăn kẻo bị lừa gạt. Ngoài ra trong năm có thể đau ốm nhiều lần, bệnh tật chữa trị tốn kém tiền của. Gia đình có chuyện không may xảy ra, có tin buồn tang chế.
Tuy nhiên, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Gia chủ cần thành tâm sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình yên, sức khỏe dồi dào. Vì sao cần phải xem tuổi xây nhà năm 2024? Từ xưa tới nay, có một ngôi nhà thuộc sở hữu của bản thân vốn được coi là cơ ngơi phấn đấu của cả đời người. Nên xây dựng nhà cửa là việc hệ trọng, không thể qua loa chủ quan. Vì lý do đó, nhiều gia chủ thường tìm đến các chuyên gia để xem phong thủy trước khi làm nhà, đặc biệt là xem tuổi xây nhà. Mục đích của việc xem tuổi này là để mang lại phong thủy tốt cho căn nhà, giúp cuộc sống sau này của gia chủ và cả gia đình được thuận lợi và suôn sẻ. Ai cũng hy vọng rằng khi công trình hoàn thành, gia đình sẽ được sống trong môi trường êm ấm, tài vận thịnh vượng và tài lộc sẽ kéo đến cánh cửa. Vấn đề xem tuổi cũng đảm bảo rằng cần sự cân bằng và hài hòa trong phong thủy nhà ở. Tuổi phù hợp sẽ giúp định rõ các yếu tố như là hướng nhà, bố trí không gian và các yếu tố phong thủy khác để tạo ra một môi trường sống tốt nhất cho gia đình. Còn nếu việc khởi công xây dựng ngôi nhà không được lựa chọn vào những ngày giờ tốt, có thể gặp phải những sự không may, chủ nhân có thể đối mặt với rủi ro và bất hạnh hay kinh doanh không hiệu quả. Đồng thời, từng năm đều mang theo các năng lượng và tác động riêng. Xem tuổi làm nhà năm 2024 sẽ giúp nhận biết và tận dụng các năng lượng thuận lợi trong năm 2024 để xây dựng một ngôi nhà có nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên, việc xem tuổi xây nhà chỉ là một trong nhiều yếu tố khác nhau trong quá trình xây dựng nhà cửa. Ngoài việc chú trọng vào phong thủy, cần lưu ý về kiến thức, kỹ thuật và các quy định pháp lý liên quan. Điều quan trọng là sự kết hợp thông minh của nhiều yếu tố này để đảm bảo một căn nhà an lành, hài hòa và phù hợp với nhu cầu của gia đình. Cơ sở tính tuổi hợp xây nhà năm 2024 dựa vào yếu tố nào? Để biết được năm 2024 tuổi nào xây nhà được thì phải dựa vào các yếu tố tam tai, hoang ốc, kim lâu. Đây là yếu tố quan trọng nhất để tìm ra tuổi nào hợp xây nhà năm 2024. Theo quan niệm phong thủy, muốn thi công xây dựng nhà cửa trong năm Giáp Thìn 2024 thì trước hết tuổi của gia chủ không phạm vào ba yếu tố trên. Mục đích là để mọi chuyện diễn ra thuận lợi suôn sẻ, tránh những điều không may mắn có thể xảy ra từ khi thi công đến lúc hoàn thành nhà. Xem tuổi xây nhà năm 2024, nếu gia chủ phạm cả ba yếu tố trên thì không nên tiến hành xây dựng. Nếu phạm hai trong ba yếu tố là kim lâu và hoang ốc cũng tuyệt đối không xây dựng. Nếu chỉ phạm tam tai thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên trường hợp này, gia chủ cần tiến hành thủ tục mượn tuổi hợp để làm nhà, tránh những xui xẻo, bất lợi xảy ra trong quá trình xây dựng. Ngoài ra còn có một yếu tố cần xem xét khi chọn tuổi làm nhà của năm Giáp Thìn bao gồm xét theo ngũ hành. Ngũ hành của gia chủ và năm làm nhà không được xung khắc với nhau. Năm 2024 là năm Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, do đó các tuổi thuộc mệnh mộc và mệnh thổ sẽ phù hợp để làm nhà trong năm 2024. Ví dụ gia chủ sinh năm 1972 thuộc mệnh mộc, năm 2024 thuộc mệnh hỏa, do mộc sinh hỏa, nên tuổi năm 1972 thuộc mệnh mộc sẽ phù hợp để làm nhà trong năm 2024. Xét cung phi của tuổi gia chủ. Cung phi của tuổi gia chủ cần hợp với hướng nhà. Theo đó, năm 2024 là năm Giáp Thìn, hướng nhà phù hợp là các hướng thuộc hành mộc và hành thổ. Xét theo hợp tuổi vợ chồng. Nếu tuổi của vợ chồng xung khắc nhau thì không nên chọn tuổi của một trong hai người làm tuổi xây nhà, bởi có thể ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Xét theo tuổi người được mượn tuổi. Trường hợp gia chủ không hợp tuổi để làm nhà năm 2024 thì có thể mượn tuổi của người khác. Tuy nhiên tuổi của người được mượn tuổi cũng cần được xem xét để đảm bảo an toàn và may mắn cho gia đình. Xét về tình trạng gia đình. Nếu gia đình đang có tang, vợ chồng đang ly thân, con cái đang gặp khó khăn thì không nên làm nhà trong năm đó.
Trường hợp gia đình có vợ là người trụ cột, gia đình có người chồng đã mất hoặc người chồng không có tuổi đẹp xây nhà, thì có thể mượn tuổi của người nam khác trong gia đình hoặc họ hàng thân thiết để làm nhà. Tuy nhiên, thời nay, nhiều người cũng xem xét tuổi của cả hai vợ chồng để đảm bảo sự cân bằng và hài hòa trong việc xây dựng một ngôi nhà mới. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự tin tưởng và quyết định của gia chủ và gia đình. Điều quan trọng là tìm hiểu và tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đảm bảo rằng việc xây dựng nhà được thực hiện một cách hợp lý và mang lại may mắn thịnh vượng cho gia đình. Như đã nói ở trên, xây nhà năm 2024 nhất định phải tránh phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai. Vậy cách tính từng hạn này ra sao? Thứ nhất, phạm kim lâu. Kim lâu là một trong những hạn lớn trong cuộc đời của mỗi người. Theo quan niệm dân gian, tuổi kim lâu là những năm xấu, không thích hợp để làm những việc trọng đại như là cưới hỏi, làm ăn, xây nhà. Kim lâu có các dạng sau đây. Tuổi kim lâu 1, kim lâu thân. Người làm nhà tuổi này thì bản thân người sẽ bị hại như là ốm, đau, bệnh tật, tai nạn, có thể dẫn đến chết người, nên rất kỵ nếu bạn phạm phải kim lâu 1. Tuổi kim lâu 3, kim lâu thê, mang đến tai họa cho vợ như là ốm đau, bệnh tật, vợ chồng dễ dẫn tới ly hôn, chia tay. Tuổi kim lâu 6, kim lâu tử, mang đến tai họa cho con cái. Tuổi kim lâu 8, kim lâu lục xúc, gây hại cho vật nuôi, công việc làm ăn thất bát. Theo cách tính kim lâu, năm 2024 là năm Giáp Thìn, thuộc hành mộc nên những người có tuổi hành hỏa sẽ phạm kim lâu. Cụ thể, những tuổi phạm kim lâu năm 2024 là 1954, 1956, 1959, 1961, 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977 và 1979. Nếu bạn gặp hạn kim lâu mà gia chủ vẫn muốn xây dựng nhà cửa trong năm Giáp Thìn 2024 thì nên tiến hành thủ tục mượn tuổi làm nhà là tốt nhất. Thứ hai, phạm hoang ốc. Hoang ốc được hiểu đơn giản là ngôi nhà hoang. Nhà hoang là nơi của ma quỷ. Trong năm phạm phải hoang ốc thì nên tránh làm nhà. Hoang ốc là một trong những hạn xấu trong đời người, được chia thành 6 cung. Ba cung tốt, ba cung xấu bao gồm nhất cát, kiết, tốt nhất được nhiều tài lộc may mắn, nhì nghi, tốt, gia đình ổn định, có phúc, tam địa sát, xấu, có thể gặp hạn về sức khỏe, tài lộc, tứ tấn tài, tốt, có thể phát tài, phát lộc, ngũ thọ tử, xấu, có thể gặp vận hạn về sức khỏe, con cái, lục hoang ốc, xấu, có thể gặp hạn về sức khỏe, công danh. Cách tính hạn hoang ốc sẽ dựa trên nguyên tắc của bàn tay kim lâu hoang ốc, tức là sử dụng bàn tay để xác định tuổi phạm vào cung hoang ốc, xem liệu nó thuộc loại tốt hay là xấu. Năm 2024, các tuổi phạm hoang ốc là những tuổi sau: 1956, 1983, 1959, 1984, 1960, 1986, 1962, 1987, 1965, 1989, 1968, 1993, 1969, 1995, 1971, 1996, 1974, 1998, 1975, 2001, 1977, 2002, 1978, 2004, 1980. Thực chất, hoang ốc có 6 cung bao gồm 3 cung tốt và 3 cung xấu. Nếu tiến hành xây dựng vào các cung tốt thì vẫn được, tránh các cung xấu là được. Bởi phạm các cung hoang ốc xấu mà vẫn làm nhà thì sẽ khiến cho quá trình xây dựng và sinh hoạt sau này không được thuận lợi, làm ăn sa sút, sức khỏe không tốt. Trường hợp đã phạm hoang ốc lại còn phạm vào cung xấu nhưng vẫn muốn xây nhà thì nên làm gì? Nên xem ngày tốt xấu, chọn ngày lành tháng tốt, xem giờ đẹp để làm lễ động thổ. Nên nhờ người khác được tuổi làm nhà, và sau khi làm xong chỉ cần làm một lễ sang tên chuyển nhượng nhà là được.
Thứ ba, phạm tam tai. Theo tiếng Hán Việt, tam có nghĩa là ba, tai có nghĩa là tai họa. Vậy tam tai là hạn 3 năm đến với mỗi tuổi. Theo quan niệm dân gian, hạn tam tai là những năm gặp nhiều tai họa, khó khăn và trắc trở. Tam tai cách nhau 12 năm và được coi là một vận hạn khó khăn trắc trở. Tam tai còn được hiểu là 3 loại tai họa, gồm hỏa tai, thủy tai và phong tai. Tùy từng năm gặp hạn mà có thể xảy ra những tai ương bất ngờ. Nhưng nhìn chung, tương ứng từng thời gian cần tránh những việc như sau. Năm thứ nhất, năm tai ương nhẹ nhất, thường gặp chuyện buồn phiền, vướng mắc trong công việc và gia đình. Năm thứ hai, năm tai ương nặng nhất, thường gặp những chuyện không may mắn, khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Năm thứ ba, năm tai ương giảm dần, thường gặp chuyện vui vẻ, may mắn. Các tuổi phạm tam tai 2024 gồm Tý, Thìn, Thân. Có trường hợp vô tình không biết mình phạm tam tai, hoặc nếu có biết nhưng vẫn muốn xây dựng nhà cửa, tuy về lý thuyết là không thể xây nhà trong năm đó, nhưng họ có thể mượn tuổi của người khác hợp tuổi để làm nhà. Nguyên tắc khi xây nhà năm 2024 để tránh rủi ro. Trong một số trường hợp, gia chủ không thể chọn được tuổi làm nhà phù hợp bởi nhiều lý do khác nhau. Khi này, gia chủ có thể áp dụng một số biện pháp sau để hạn chế rủi ro. Mượn tuổi. Nếu gia chủ không hợp tuổi làm nhà thì có thể mượn tuổi của người khác. Tuy nhiên cần lưu ý chọn người được mượn tuổi có tuổi hợp với tuổi của đất hướng nhà. Chọn ngày đẹp để đồng thổ, cất nóc, hoàn công. Ngày đẹp là ngày có nhiều cát khí giúp gia chủ hóa giải những điều không may mắn. Cúng bái, cầu nguyện. Cúng bái, cầu nguyện là cách thể hiện lòng thành kính của gia chủ đối với thần linh. Gia chủ có thể chuẩn bị mâm cúng và dâng lên thần linh, cầu mong được phù hộ, độ trì cho gia đình và ngôi nhà được bình an, may mắn. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp có thể giúp hóa giải những điều xui xẻo. Một số vật phẩm phong thủy có thể được sử dụng để hạn chế rủi ro khi xây nhà không hợp tuổi, bao gồm tỳ hưu, thiềm thừ, long quy, đồng hồ cát, đèn đá muối. Tuy nhiên, các biện pháp trên chỉ có tác dụng hạn chế rủi ro, không thể loại bỏ hoàn toàn những điều không may mắn khi xây nhà không hợp tuổi. Để việc xây dựng được tiến hành suôn sẻ, cũng như góp phần giúp cho cuộc sống trong nhà mới sau này của gia đình được êm ấm, gia chủ cũng nên chú ý các yếu tố sau trước khi tiến hành xây nhà. Xem ngày tốt, giờ tốt để đồng thổ. Việc đồng thổ là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong quá trình xây dựng nhà cửa. Do đó cần chọn ngày tốt, giờ tốt để đồng thổ để mang lại may mắn và thuận lợi cho quá trình xây dựng. Ý nghĩa của các con số. Trong phong thủy, các con số cũng có ý nghĩa riêng. Bạn nên lưu ý đến ý nghĩa của các con số khi chọn ngày, giờ, tháng, năm khởi công xây nhà. Thực hiện đúng các nghi lễ phong thủy để mang lại an toàn và may mắn cho gia đình. Lựa chọn vật liệu xây dựng chất lượng để đảm bảo ngôi nhà bền, đẹp và an toàn. Lưu ý đến hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp để đảm bảo phong thủy tốt. Sử dụng các vật liệu, màu sắc, hình dáng phù hợp với phong thủy. Khảo sát ý kiến của các chuyên gia phong thủy trước khi xây nhà. Trường hợp bắt buộc phải xây nhà trong năm 2024, nhưng gia chủ bị phạm vào yếu tố tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thì bạn cũng đừng nên lo lắng. Để giải quyết tình huống này, gia chủ có thể tiến hành mượn tuổi làm nhà của những người có tuổi phù hợp trong năm 2024. Đây là một hình thức hóa giải việc gia chủ không hợp tuổi làm nhà được áp dụng nhiều hiện nay. Khi mượn tuổi làm nhà năm 2024, gia chủ cần chú ý một số điều sau. Người đồng ý cho mượn tuổi xây nhà năm Giáp Thìn 2024 đang không chịu tang ai và không có tuổi xấu phạm vào ba đại kỵ là tam tai, hoàng ốc, kim lâu. Tốt nhất là mượn những người nằm trong các tuổi tam hợp, nhị hợp. Mượn tuổi của những người cao tuổi hơn, khỏe mạnh, tốt nhất là nam giới, người có vai vế trong dòng họ, gia đình hòa thuận, có phúc đức,
đông con cháu ngoan ngoãn, làm ăn khá. Nam giới là tượng trưng cho dương khí, là người gánh vác, che chở cho gia đình. Người có tuổi cao, sức khỏe tốt, có vai trò lớn trong dòng họ là những người có kinh nghiệm sống, có thể mang lại may mắn, hạnh phúc cho gia chủ. Mượn tuổi làm nhà không nên chọn những người họ hàng xa xôi. Tốt nhất là chọn họ hàng thân thiết trong nội tộc hoặc gần nhà của gia chủ để thuận tiện cho các thủ tục sau này. Người được mượn tuổi trước đây chưa cho ai khác mượn tuổi để xây nhà. Đây là điều kiện để đảm bảo rằng tuổi của người đó vẫn còn sức để mang lại may mắn cho gia chủ. Gia chủ cần hỏi kỹ người cho mượn tuổi về những chuyện này trước khi tiến hành mượn tuổi. Chỉ nên mượn tuổi để khởi công xây dựng nhà mới, không nên mượn tuổi để sửa chữa nhà cũ. Việc sửa chữa nhà không cần phải tính toán đến tuổi của gia chủ và người cho mượn tuổi. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Ngẫm Thế Gian để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe những lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống. Thời lượng chương trình đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.